Vâng, xin chào báo đến với kênh Chơi Đạp. Và mai giới thiệu bạc với bác một mẫu xe dòng gian đua cao cấp của mang thương hiệu gian model SCR SCR2. Và trong thời gian vừa qua em đã từng về một chiếc SCR với cái tông màu trắng, thì hôm nay em mới về được một chiếc màu đen của dòng SCR này, cũng là một model cao cấp của dòng xe đua của thương hiệu gian các nhá. Các bác ở đây trên mạng để tham khảo thêm. Và bây giờ xin mời anh em tổng thể chiếc xe. Vâng, thì gần đây cái video gần đây thì em đã qua giới thiệu bác một mẫu SCR của dòng gian với cái tông màu trắng, thì hôm nay em về được chiếc màu đen đỏ xanh, tổng tông màu chủ đạo tông màu đen, model SCR cao cấp của chính hãng gian. Và xe làm từ hợp kim nhôm alloy kích, vẫn là kim nhôm siêu nhẹ của chính hãng gian. Và đây cũng là một model đời mới của năm 2019 đó nhá, các bạn ở trên mạng để tham khảo thêm. Có là trên mạng để tham khảo thêm về cái mẫu model SCR gian 2 là ra cái mẫu dòng xe đua của năm 2019 thời điểm hiện tại. Và xe được thiết kế với xe chạy dây âm sườn rất là cao cấp. Tổng thể xe đánh giá từ 85-90% xe. Đây là mã QR code chính hãng của xe. Và những đồng dòng xe cao cấp của dòng gian thì bao giờ cũng có cái cọc yên nhọn đó nhá, cọc yên hình tam giác vuông chạy theo hình trụ của xe, giúp giảm trọng lượng của xe và thiết kế khung càng chắc chắn hơn. Đây là một mẫu SCR SCR2 chính hãng của gian, dòng xe đua road, được trang bị với cặp dây âm sườn cổ vốt ki lông chính hãng của gian, nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng với bộ tay lắc Shimano Clarit, tay lắc Shimano, bên này có sử dụng tay lắc Shimano Clarit nhé. Đằng trước khung xe thì có biểu tượng hình chữ gian, có màu da cam. Xe được sử dụng với bộ phanh 3 mảnh. Mẫu SCR2 đó lên trên mạng tham khảo thêm về mẫu model đời mới năm 2019 thời điểm hiện tại. Càng xe cũng còn rất là đẹp, mã vạch chính hãng của xe vành nhôm hai lớp, vành đổ và vành đĩa này, chính hãng của SCR gian, nguyên bản theo xe. May ơ cũng của chính hãng của gian, nguyên bản theo xe. Kích thước lốp 700x23C, lốp còn rất là mới nhá, cái gai lốp cũng còn nguyên khi lên, đây gai lốp của xe đây, lốp thì còn rất là mới. Xe sử dụng với bộ gạt đĩa Shimano Clarit, củ đề Shimano Clarit, nguyên bản theo xe có cái bộ chắn củ đề. Xe trang bị với 8 phần bít nguyên bản theo xe, và bên phải em là 2 phần đĩa. Vành của gian chính hãng nguyên bản theo xe, vành SCR vành gian cao cấp, Mayer chính hãng của gian nguyên bản theo xe. Kích thước lốp sau cũng là 700x28C 23C, lốp còn rất là mới, lốp sau lốp trước đều rất là mới luôn nhá. Cọc yên dẹp, cọc yên tam giác, chuyên dòng dành cho những dòng xe đua cao cấp đấy, thiết kế rất là gọn nhẹ, mình rất là bắt phải không? Yên nguyên bản cho xe còn rất là mới, chưa có vết bong chóc xuất sắc gì cả. Vâng, và bây giờ em xin là đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, lên lip, hoạt động của xe lên lip, lip còn rất là mới lắm nhé, rất là trơn tru và mượt mà xuống lip.
Meyer và vành SCR, tức là cao cấp chính xác với bản sao xe. Bên tay phải em là hai tầng đĩa, là đĩa Shimano Gradis xuống đĩa lên đĩa, và chuyển động rất là trơn tru mượt mà, và hầu như xe không một lỗ chi tiết nhỏ nào cả. Đây là một mẫu Gian SCR model mới nhất hiện tại năm 2019. Gian SCR 2 với kích thước là size M, phù hợp với các bác cao từ trên 1m65, chưa 1m65 không nhá. Vâng, xe em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Gian SCR 2 với bộ đùi đĩa nhôm, đồ tay lắc Gladys, phủ đề Gladys, vành Meyer SCR, xe trang bị với dây êm sườn rất là cao cấp, và xe giá rất tốt bên em là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác nào quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh, và hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Có bác nào quan tâm thì có thể lên